Mời bạn nam. Xin chào Hữu Nghị. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, em gái giới thiệu về mình trước đi em. Em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và tất cả mọi người. Em tên là Dương Thị Tùng, 27 tuổi, quê ở Thanh Hóa. Hiện tại đang làm nhân sự tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Rồi, mời bạn nam. Em là Lê Hồng Nguyên, năm nay 35 tuổi. Công việc hiện tại của em là trồng rau ở Lâm Đồng hả chị? Từ Lâm Đồng vào đây tham gia chương trình luôn. Dạ. Mình trồng rau nhiều không? Dạ, nhiều anh. Chuẩn bị cái thời gian tới đây thì em sẽ làm nhà kính để trồng rau sạch vậy. Nhà nó là Lạc luôn hả? Huyện Đơn Dương. Bây giờ nó hơi xa xa nhau tí thì mình tính hẹn hò như thế nào em? Biên Hòa thì xuống cũng gần mà chị. Gần là bao nhiêu? Dạ cũng 200 mấy. Hả? Gần vậy bao nhiêu lâu mình đi thăm bạn gái được một lần? Tối thứ bảy lên xe thì sáng chủ nhật tới thì tối chủ nhật về lại. Mình 35 tuổi rồi, trải qua mấy mối tình rồi bạn? Dạ cũng 3 mối tình nhưng mà không có mối tình nào gọi là nó êm đẹp cả. Cũng quen có thời gian rồi thôi. Dài nhất là bao lâu? 6 tháng à. Cái thời gian đó mình cũng đang làm việc, còn đang học thêm lên cao cái rồi mình không có tính tới. Bạn học lên cao là học cái gì? À, học bên đại học xây dựng. Đại học xây dựng. Nhưng mà sao cuối cùng đi trồng rau? Dạ thì tại vì giờ về thì phụ cho ba mẹ thôi. Nhà mình được vườn rau nhiều không? Dạ cũng được mẫu à. 1 héc rau là cũng nhiều đó nha. Em trải qua mấy mối tình rồi Tùng? Dạ hơn 2 ạ. Cái cuối cùng thì chắc cách đây cũng 2-3 năm rồi ạ. Lý do tại sao lại chia tay? Sau một thời gian tìm hiểu á thì sẽ phát hiện ra mình không còn hợp nhau nữa. Cho nên rút kinh nghiệm lần này phải tìm hiểu cho kỹ nha. Nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Khi nào thiên thời địa lợi nhân hòa. Dạ. Nó phải coi trúng mùa rau mới được ha. Khi nào mà hai người cảm thấy phù hợp, thời gian là cũng phù hợp luôn. Và khi nào anh cầu hôn nữa? Khi nào bạn trai mới có thể cầu hôn bạn gái được em? 3 tháng em chấp nhận yêu chưa? Em cũng không trả lời trước được ạ. Tại vì nó cũng tùy thuộc vào tìm hiểu chính thức. Đúng rồi. Thì lúc đó mình... Tùy thuộc vào đối tượng nữa ha. Rồi, dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Mới nhìn thì mọi người sẽ nhìn là có vẻ hiền hoặc là yếu đuối. Nhưng mà thực sự rất là mạnh mẽ và độc lập, thích cuộc sống gia đình. Điểm yếu thì do là mạnh mẽ quá nên nhiều khi người ta sẽ không thấy được rằng là em cũng yếu đuối. Bạn trai thì sao? Mình có những điểm gì đặc biệt? Bất cứ việc gì em cũng có thể làm được cả. Bạn sẽ làm gì cho mối tình sắp tới? Dạ thì nói chung là về tình cảm rồi cái thời gian, chung là những cái gì mà bạn nữ có thể yêu cầu. Yêu cầu bạn, bạn làm hết. Dạ. Em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ nói chung là biết lo cho gia đình, hiền, tự lập. Em không có hiền anh ơi. Không có hiền, sao nghe giọng hiền lắm mà. Em giữ là giữ như thế nào? Không giữ nhưng mà cũng không phải thuộc đối tượng hiền. Không sao, mình em có nóng tính không? Anh hỏi ngày xưa thì có, nhưng mà... Bây giờ đầm rồi phải không? Đúng rồi ạ. Em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Phải là một người có tài, có đức, có bản lĩnh, yêu thương, thấu hiểu và san sẻ với nhau. Và điều tiên quyết nhất phải là làm được cho trái tim em rung động. Wow, đó là quan trọng. Nói gì nói tiêu chuẩn gì mà miễn mà không có rung rinh là thua phải không? Cái mẫu người lý tưởng của mình có đưa ra cái mẫu người như thế nào không? Anh Nguyên có xem bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt không ạ? Chưa quen nhau đòi ly biệt rồi em. Có coi phim đó rồi nhưng mà lâu rồi. Dạ, thực ra cái tiêu đề như vậy thôi nhưng mà trong đó có một cái cặp đôi mà em rất là thần tượng. Đấy là tình yêu của anh Hà Thư Hoàn và cô Y Bình. Qua rất là nhiều sóng gió thì cũng về với nhau. Và em cũng hy vọng một chàng trai như vậy. Sóng gió chi cái đó trên phim thôi. Dạ. Cái gì em không thích ở người bạn trai? Tính ở tường. Cái đó không có em ơi. Không có tính nham hiểm. Tính nham hiểm? Dạ. Là sao em? Là cái tâm xấu. Cái tâm xấu. Cái này đúng ạ. Coi có tâm có xấu không? Em ơi. Em thật tiện. Mình có nghĩ mình là người có tính nham hiểm không? Em biết. Nham hiểm như thế nào em đâu biết. Không biết. Nham hiểm có nghĩa là mình có những cái suy tính mà mình làm tổn hại đến người khác. Dạ không. Không. Hồi đó giờ mình có hại ai gì chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Sắp tới định hại ai không? Hại nhiều không? Hại nhiều lắm luôn á. Giết tôi nói một ngày biết bao nhiêu sâu bọ luôn. Đâu, trong rau sạch sao giết sâu bọ anh? Thí dụ bây giờ mình lấy vợ mà vợ mình ở xa quá thì nếu mà
rước về quê mình trồng rau thì cổ không chịu, rồi mình cổ muốn mình tới chỗ của cổ thì mình có cái cách nào không? Dạ, có làm sao thuyết phục? Qua lại lại đi chị. Lấy nhau rồi sao qua lại lại được? Cứ để cổ đi làm một thời gian đã, rồi khi nào muốn về thì về. Dễ mà, này dễ. Em dễ chịu. Dạ hả? Rồi có làm dâu làm đồ gì không? Dạ không chị. Không luôn. Tại vì cái dưới cái vùng em nó nóng á, nó không có trồng được dâu. Vậy là giờ lấy vợ. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Chứ sao tự nhiên làm dâu là cổ làm dâu? Ừ. Dạ được. Từ xứ em không trồng được dâu hả? Người ta nói lộn thôi mà làm dữ vậy. Chừng nào mình tiến tới hôn nhân được anh? Dạ thì trong nửa năm vậy. Bây giờ là đang ở chung với ba mẹ hay sao? Dạ, ở chung với mẹ. Rồi thôi không hỏi vụ làm dâu nữa, mắc công không nói lộn nữa. Xứ anh không có trồng dâu được nha cưng. Muốn trồng thì trồng cái khác. Không, em thích ăn dâu. Em đã nói không có trồng dâu, dâu được rồi, dâu hoài. À, theo anh đánh giá đó, anh này là một người cũng rất là chất phác, thật thà, có làm sao nói vậy, rất là lành tính, dễ thương. Bây giờ thí dụ em về Đà Lạt trồng rau luôn được không? Em nghĩ chắc không đủ sức khỏe để trồng rau. Nếu mà anh có thuê người không hay tự trồng ạ? Nếu sau này làm nhiều thì thuê người chứ. À dạ. Anh nghĩ trồng rau giờ nó là công nghệ hết rồi, tưới cũng bằng máy hết, tất cả mọi thứ nó đơn giản lắm. Dạ. Rồi